Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm vượt trội trong việc quản lý cỏ dại, đó chính là ATAC 500EC. Đây là thuốc trừ cỏ chuyên biệt chứa các thành phần và hoạt chất đó chính là acetoclor, được thiết kế để có thể diệt nhanh chóng mầm cỏ, đặc biệt là các loại cỏ lá rộng và cỏ lá hẹp, hiệu quả diệt cỏ ngay từ giai đoạn nảy mầm. Sản phẩm này đặc trị các loại cỏ dại khó kiểm soát, ví dụ như là cỏ lồng vực, cỏ chỉ, cỏ túc hay thậm chí là cỏ đuôi phụng, cỏ mầm trầu, cỏ lát, cỏ đuôi tròn, tiêu diệt nhanh chóng nhìn gai và mắc cỡ. Đặc biệt, rất hiệu quả trên nhiều loại cây trồng như đậu phộng, lạc, bắp, ngô, khoai mì, mía, hành, tỏi, bắp cải và cải thảo của chúng ta. Hiệu quả diệt cỏ ngay từ giai đoạn nảy mầm, sử dụng 1 lít cho 1 hectare. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.